Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình Airdrop có tên là Backing Don. Thì mình sẽ nhận được tập cần BKD nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video mở link form các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn nhấp vào một link này các bạn. Rồi các bạn mở Telegram các bạn ra một chatbot nha các bạn. Rồi bấm nút Start nè các bạn. Rồi các bạn lấy cái UID mình nha các bạn. Mình nhớ UID mình đi. Rồi sau đó thì các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm Next nè. Rồi các bạn join group nè các bạn. Rồi các bạn join vào kênh group nè các bạn. Rồi các bạn em con bot này sao nó không quá ta? Có phải các bạn. Đừng có lướt cấp xa không các bạn. Rồi không có lướt cấp xa thì thôi nha các bạn. Nếu các bạn bấm vào nó có tên của tất cả bạn thì các bạn bấm vào Ahen Kindle Fan các bạn để được cấp trang các bạn, còn không có thì thôi. Chúc mình quay lại sau các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join kênh Chiller nè. Rồi các bạn join vào kênh Chiller các bạn. Sau đó thì các bạn gọi lại UID hồi nãy các bạn nói chatbot nè các bạn. Rồi ta. Rồi các bạn copy cái UID Telegram này nè các bạn. Rồi các bạn trở về cái link phòng này nè các bạn, dán vô đây nha các bạn. Rồi bấm Next Step. Rồi bước tiếp thứ hai thì bạn follow Twitter nè các bạn. Bot này nó bị khùng gì chứ không. Rồi tiếp tục bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó thì các bạn gọi là đường link profile Twitter mình nè. Sorry các bạn, username Twitter mình chứ. Win V này nè, chính các bạn. Rồi, các bạn bấm Next Step nha các bạn. Rồi, sau đó thì các bạn bấm Like và Review Bot Submit tin Review các bạn, để mình copy 5 người bạn mình các bạn. Rồi, mình vô đây mình bot nè. Rồi, trên tờ Twitter nó các bạn like nè các bạn chỉnh dạng như tờ Twitter nè. Các bạn đang 5 người bạn mình vào nè các bạn. Rồi, bạn tờ Twitter lên nè. Sau đó các bạn bắt up lên các bạn. Còn mà tao Twitter mình ra lại nè. Các bạn nhấp vào avatar, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn bấm vào chia sẻ nè các bạn. Đâu rồi ta? Đây nè. Rồi bạn sao chép liên kết nè các bạn. Mình gửi vào link bot này nè. Rồi các bạn bấm Next Step nè các bạn. Sau đó thì các bạn join vào Discord nè các bạn. Trên Discord thì bạn chấp nhận là mời. Đây thì bạn bấm nhầm hoàn thành đi các bạn. Nếu còn mình nhìn không. Rồi các bạn xuống đây chấp nhận điều khoản nè các bạn. Bấm nút gỡ nè. Rồi sao mà chưa cho gửi tin nhắn nữa ta. Video file không ta. Sao bấm relate thế kìa. Video file xác tin. Sao kỳ ta, sao mình gửi tin nhắn không được ta. New Jay. Ok, các bạn bấm vào một New Jay channel nè các bạn. Rồi các bạn. Rồi bạn chat một câu nè các bạn. Và dự án của nó không ta. Rồi New Jayder. Rồi Multi Best Kindle Game đúng. Rồi sau đó các bạn copy lại cái username của mình nè các bạn. Rồi. Rồi các bạn sao chép username của mình nè. Rồi các bạn gửi là vào cái link form này nè các bạn. Rồi bấm Next Step nè các bạn. Sau đó các bạn gửi địa chỉ GPNB smartchainbet20.com của các bạn nha các bạn. Rồi các bạn gửi vào cái link form này nè các bạn. Rồi bấm Next Step nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào tôi không phải là người máy nè các bạn. Chọn tàu thiền, lướt cấp xa cái nữa các bạn. Tàu thiền.
Rồi bạn xác minh các bạn. Ok, để chữ một chat supply là thành công nha các bạn. Rồi, để mình vào kênh Telegram đó, mình coi cái kênh group của nó, mình có captcha chứ các bạn. Ai cũng có captcha chứ sao mình không có captcha ta. Nghe không bạn, mình hồi nãy mình không có ấy, nó cho dân mình ra các bạn. Mình cho anh vào lại nè. Rồi các bạn bấm vào I am netbot nè các bạn. Start đi. Rồi các bạn lướt trang các bạn. 18 cộng bằng 26 với số bot nè. Rồi như vậy là xong nha các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo tìm nha.